Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân và lực lượng âm thầm chống Đảng. Chức Chủ tịch Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là do Đảng Cộng sản Việt Nam bố trí vào năm 2016, chứ chẳng phải do Quốc hội hay người dân bầu. Quốc hội chỉ gật đầu theo hình thức, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là nhóm lợi ích lớn nhất, trong đó có nhiều nhóm lợi ích nhỏ nằm đan xen. Vào năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11, mà Trung ương khóa 11 là một kỳ Trung ương biến động. Kỳ Trung ương này, phe của ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã đấu nhau ác liệt nhất. Từ năm 2011 đến năm 2013, ông Nguyễn Tấn Dũng thắng thế, và giai đoạn này ông Dũng đã hất hai người của ông Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ bật ra khỏi Bộ Chính trị và đưa ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Từ năm 2014 đến năm 2016, phe của ông Nguyễn Tấn Dũng thất thế dần và phe Nguyễn Phú Trọng lại mạnh lên. May cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân là được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa vào Bộ Chính trị kịp thời, chứ nếu chậm chân thì xem như bà Ngân sẽ mất cơ hội, cũng xem như bà Ngân rất may mắn. Phụ nữ thường không theo phe phái đấu đá trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên rất ít phụ nữ vào được Bộ Chính trị, chứ đừng nói vào được tứ trụ. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì khác. Chính bà đã tham gia phe cánh nên đã vào Bộ Chính trị sau những màn đấu đá căng thẳng đó. Đến năm 2016, năm mà theo ông Nguyễn Phú Trọng quyết định loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường. Tuy nhiên, lúc đó ông Dũng thất thế, chứ không phải là quá yếu. Và cuộc thương lượng đã diễn ra, để Nguyễn Tấn Dũng về làm người tử tế thì ông Nguyễn Phú Trọng phải nhượng bộ, đó là phía ông Trọng phải để ông Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải vào Bộ Chính trị và nắm hai thành phố lớn nhất đất nước. Đồng thời để bà Nguyễn Thị Kim Ngân thay ông Nguyễn Xuân Hùng làm Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh vào năm 2013 bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Thực ra cuộc ngã ra đó là kế hỏa hoãn của ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là kế lâu dài. Và thực tế đã chứng minh, sau Đại hội 12 vào năm 2016 thì lần lượt người của ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại. Trong đó, người bị nặng nhất là ông Đinh La Thăng, người tiếp theo là ông Hoàng Trung Hải. Ông Hoàng Trung Hải được cho rằng thoát khỏi tình cảnh bi đát như ông Đinh La Thăng là nhờ yếu tố Trung Quốc. Xem như ông Hải đã may mắn. Còn lại bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì phận nữ nhi nhưng không bị triệt hạ. Tuy nhiên, bà Ngân là người của phe ông Nguyễn Tấn Dũng thì không thể ngồi lại tứ trụ thêm nhiệm kỳ nữa. Và bà đã phải rút lui sau Đại hội 13, xem như là điều hiển nhiên. Thật chua chát cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại phải tổ chức ngày hội tước bỏ chính cho chức vụ của mình đang nắm. Như lịch đã lên, vào ngày 30 tháng 3 năm 2021 vừa qua, Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Và điều chua xót nhất là với tư cách Chủ tịch Quốc hội, bà Ngân lại là người đứng ra tổ chức họp và điều khiển kỳ họp Quốc hội thứ 11 của khóa 14. Điều đó có nghĩa là nghi thức tước bỏ chức vụ bà Ngân chiều ngày 30 tháng 3 là chính bà đã tổ chức tước bỏ chức vụ của mình. Chưa hết, bà Ngân còn tổ chức miễn nhiệm luôn chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia như một vở kịch đã được soạn sẵn. Và kết quả có 429 trên tổng số 449 đại biểu tán thành thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu, theo kịch bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến tại Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau đó, Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tiếp đó, Tổng thư ký Quốc hội ông Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia trước khi đại biểu tiến hành biểu quyết. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân hôm bị miễn nhiệm. Với con số 429 trên tổng số 449 đại biểu tán thành, tức là chiếm đến 89,38%, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và vai trò của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bà Ngân đến đây đã được định đoạt và bà chính thức
chấm dứt hoạt động của mình. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 trước đó. Bà đã trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức. Theo bà Tòng Thị Phóng, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 9, bà Ngân tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội được đánh giá cao, nhưng cuối cùng thì bà vẫn phải xuống. Theo lời bà Tòng Thị Phóng, thì trong thời gian giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về công tác điều hành Quốc hội, dư luận xã hội cũng đánh giá khá về năng lực của bà Ngân là rất tốt. Và bà dường như đã làm tốt hơn người tiền nhiệm trước đó là ông Nguyễn Sinh Hùng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là làm tốt công việc hơn người tiền nhiệm trước đó. Cũng trong chiều ngày 30 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội cũng tiến hành các quy trình bầu cử Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia miễn nhiệm và bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Như vậy là cuối cùng thì bà Ngân cũng đã rời ghế. Và cách rời ghế của bà Ngân nhẹ nhàng hơn nhiều so với cách rời ghế của ông Đinh La Thăng và ông Hoàng Trung Hải. Có lẽ vì bà là phận nữ nên không ai nỡ tấn công bà một cách ác ý như tấn công vào Đinh La Thăng hay vào Hoàng Trung Hải. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân rời chính trường xem như người cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng không còn ai nữa. Nguyễn Thanh Nghị thì xem ra thì còn lâu mới đạt được tầm như Đinh La Thăng hay Hoàng Trung Hải. Một phụ nữ mà leo được vào tứ trụ dù ngồi chỉ ở nhiệm kỳ ở vị trí Trần Tứ Trụ thì cũng được xem như là một thành công vô tiền khoáng hậu từ trước đến nay. Có thể đứng nam nhì, chức cao quyền lớn hơn bà nhiều cũng không lưu danh sử sách được như bà. Chỉ cần như vậy thì bà đã ghi tên mình vào lịch sử Việt Nam. Hiện nay Bộ Chính trị chỉ còn duy nhất một phụ nữ, đó là bà Trương Thị Mai với chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Bà Mai được nhìn nhận là phụ nữ thứ hai sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân leo cao ở Bộ Chính trị. Cũng giống như bà Ngân, bà Mai cũng là một nhân tố trong phe của ông Phạm Minh Chính cải cắm ở lại Ban Bí Thư. Bà Trương Thị Mai cũng là một phụ nữ có nhiều triển vọng. Tuy triển vọng nhưng thành công như bà Nguyễn Thị Kim Ngân là rất khó khăn. Và dư luận sẽ còn phải quan tâm và tiếp tục theo dõi để xem trong tương lai có người phụ nữ nào có thể được vượt được bà Ngân hay không. Và tuy là phụ nữ nhưng những xây dựng được lực lượng trung thành thì bà Ngân đã làm được rất nhiều việc đó. Được biết, mặc dù Đảng đã quyết lột bỏ chức vụ của bà Ngân, nhưng vẫn có 15 người không hề đồng ý với việc này. Họ được xem như là những con người trung thành với bà Ngân, chống lại ý Đảng. Lúc 15 giờ 50 phút chiều ngày 30, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng bà sẽ tiếp tục điều hành cho đến khi Quốc hội có Chủ tịch mới. Như đã nói, với 429 trên tổng số 449 đại biểu có mặt tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, đã chính thức được miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa 14 và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Có 15 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết thông qua nghị quyết này. Những người này sẽ bị điểm trừ đối với Đảng. Đó là cái giá cho lòng trung thành của họ trở nên lạc lõng với các đồng chí trong Đảng của họ. Nghị quyết có nhiều hiệu lực và thi hành ngay khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới, tức là ở phiên làm việc chiều và sáng, bà Ngân sẽ tiếp tục điều hành và Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ký nghị quyết này. Đây là hình ảnh 15 người trung thành với bà Ngân và làm trái với ý Đảng. Được biết, khi kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín cho thấy trong 473 phiếu hợp lệ có 9 phiếu không đồng ý miễn nhiệm bà Ngân. Bà Ngân là người xếp số 1 về phiếu tín nhiệm cao trong cả 3 lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014 và 2018. Vào năm 2013 và 2014, khi trên cương vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, bà lần lượt được 372 và 390 phiếu tín nhiệm cao, chỉ có 14 và 9 phiếu tín nhiệm thấp.
đến năm 2018, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, bà đã được 437 phiếu tín nhiệm cao, chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp. Có lẽ người ta trung thành với bà Ngân vì mến hơn là vì sợ, bởi bà là phụ nữ và có lẽ không đủ công cụ để làm nên những thủ đoạn đủ thâm để người khác phải lo sợ như ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm. Tuy nhiên, là phụ nữ và có một số người dám bỏ phiếu đi ngược lại ý đảng ủng hộ bà thì xem như là bà đã rất thành công. Như vậy là xem như vai trò chính trị của bà Ngân đã hết. Việc còn lại về vườn để sống là người tử tế như ông Nguyễn Tấn Dũng từng nói cách đây 5 năm. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân rời ghế Chủ tịch Quốc hội, kéo theo đó là phe miền Nam thất bại ê chề trong kỳ đại hội lần thứ 13. Để phía miền Nam hồi sinh thì phía miền Nam phải mất ít nhất 5 năm nữa mới có thể. Còn để một người phụ nữ miền Nam vào được tứ trụ như bà Ngân thì chắc còn lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021 với bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân và lực lượng âm thầm chống đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.